Thưa quý vị, nhân dịp kỷ niệm 94 năm ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam 3 tháng 2 1930, 3 tháng 2 2024 và Tết Nguyên đán Giáp Thìn năm 2024, sáng nay, đoàn đại biểu Tỉnh ủy, Hội đồng Nhân dân, Ủy ban Nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh đã đến viếng các anh hùng liệt sĩ tại Nghĩa trang Liệt sĩ tỉnh và viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh tại Bảo tàng Hồ Chí Minh chi nhánh Bình Thuận. Tham dự lễ viếng có đồng chí Dương Văn An, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh, đồng chí Nguyễn Hoài Anh, Ủy viên Dự khuyết Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh, đồng chí Đoàn Anh Dũng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh, nguyên lãnh đạo tỉnh qua các thời kỳ, lãnh đạo các sở ban ngành, lực lượng vũ trang, Đoàn Thanh niên thành phố Phan Thiết và huyện Hàm Thuận Bắc. Ngày 3 tháng 2 năm 1930, Đảng Cộng sản Việt Nam được thành lập, mở ra thời kỳ mới cho cách mạng Việt Nam, thời kỳ đấu tranh giành độc lập dân tộc, tiến lên chủ nghĩa xã hội. 94 năm qua, Đảng đã lãnh đạo nhân dân ta đi từ thắng lợi này đến thắng lợi khác, xây dựng đất nước ngày càng phát triển, ổn định và nâng cao vị thế, uy tín trên trường quốc tế. Trong không khí hân hoan mừng Đảng mừng xuân Giáp Thìn 2024, với những thành tựu nổi bật, đoàn đại biểu Tỉnh ủy, Hội đồng Nhân dân, Ủy ban Nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh đã đặt vòng hoa dâng hương tưởng niệm các anh hùng liệt sĩ, bày tỏ lòng biết ơn vô hạn. Kinh tế xã hội phát triển, đời sống nhân dân ấm no hạnh phúc. Thành quả trên là sự đóng góp to lớn của các thế hệ đi trước. Biết bao cán bộ chiến sĩ đã hy sinh anh dũng vì độc lập tự do của Tổ quốc. Các đại biểu cũng đã thắp những nén nhang lên từng phần mộ liệt sĩ với lòng thành kính và sự tri ân sâu sắc. Sau lễ viếng tại Nghĩa trang Liệt sĩ tỉnh, đoàn đã đến dâng hoa đốt trầm tưởng nhớ và báo công với Bác tại Bảo tàng Hồ Chí Minh chi nhánh Bình Thuận. Năm 2023, các cấp các ngành trong tỉnh đã nỗ lực vượt khó và đạt được những kết quả toàn diện, GRDP tăng trưởng ấn tượng. Ba trụ cột công nghiệp, du lịch và nông nghiệp đều có sự phát triển. Chính sách an sinh, phúc lợi xã hội được thực hiện đầy đủ kịp thời, chăm lo ngày càng tốt hơn cho gia đình chính sách, hộ nghèo, cận nghèo, đồng bào dân tộc thiểu số. Tự hào về Đảng quang vinh, Chủ tịch Hồ Chí Minh vĩ đại, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân tỉnh Bình Thuận nguyện ra sức thi đua, phấn đấu hoàn thành tốt các nhiệm vụ trọng tâm năm 2024, tập trung triển khai các công trình dự án có tính đột phá, tác động tích cực ngay đến phát triển kinh tế xã hội và đời sống của nhân dân. Đồng thời đẩy mạnh cải cách hành chính, chuyển đổi số, tận dụng tốt thời cơ, đẩy mạnh toàn diện đồng bộ công cuộc đổi mới nhằm thực hiện thắng lợi nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ 14, đưa Bình Thuận phát triển nhanh, bền vững, mạnh về kinh tế biển, năng lượng và du lịch.